Cái này là mình suy nghĩ không biết có đúng hay không, thì mình nói để các bạn góp ý cho mình thôi, đúng không? Theo mình nghĩ, Bác Hồ cũng chẳng nuôi ai, Đảng Cộng sản cũng chẳng nuôi ai, lãnh đạo nhà nước cũng chẳng nuôi ai. Nhưng người ta đã phải bỏ ra hàng ngàn những xương máu, những hoàn cảnh, những gia đình đã mất đi những người con, người anh, người chị để có được một đất nước thanh bình, một đất nước Nam Bắc nối liền một dãy, để cho chúng ta yên tâm, chúng ta làm ăn, phát triển để nuôi chính bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Thì mình phải mang ơn những người đó thôi. Đối với cuộc hy sinh của mình bây giờ cũng chưa là cái gì đối với họ, thì mình phải mang ơn Bác và mang ơn Đảng và mang ơn lãnh đạo nhà nước. Chứ không phải là người ta cho mình mang ơn. Cái đó là khác. Chào Chính Thu. Đó. Đó. Nói chung là mình mang ơn Đảng và Bác là như vậy thôi. Chứ không phải là mình đợi cho người ta cho mình mới mang ơn người ta. Thì cái đó thì đó là sự công bằng của con người với con người thôi, đúng không? Nhưng mà mình có được một cái sự bình yên hôm nay đâu phải đơn giản đâu, phải không các bạn? Giống như mình bao nhiêu những người chiến sĩ nè, phải chiến đấu nè, bỏ như là chiến đấu nhiều lắm kìa. Đó, để mà mình có được một cái ngày hôm nay mình được ngồi đây và các bạn được ngồi mỗi nơi đó để mà cùng gặp nhau, cùng có một cuộc sống tuy nó chưa được đầy đủ hay, nhưng mà mình nghĩ rằng chúng ta nên chấp nhận những gì mình đã có, đúng không? Điều đó là rõ ràng rồi chứ. Vâng, chào Cường Nguyễn và chào Cường Nguyễn khác và cùng một số anh chị em khác trên diễn đàn. Thì là tóm lại là mình nói như vậy thì đó là cái lời tâm sự của mình đến cùng quý vị và các bạn. Nếu mà quý vị và các bạn nào có vào sau chưa nghe được thì xin xem lại, hoặc là các anh chị em nào trước thì xin chia sẻ cho họ để họ cùng nghe, để họ sau này họ không có thắc mắc về Dũng. Bởi vì Dũng thì không có gì đâu, nhưng nhiều khi mình cứ suy nghĩ rằng nếu mà mình yêu nước, mình không có làm chính trị. Thưa các bạn, mình nói trước, mình báo các bạn là mình không biết gì về chính trị. Mình chỉ nói lên những điều bức xúc. Nếu như bây giờ mình nói thẳng một câu mà theo như chào Nghĩa Minh ạ, theo như mình nghĩ rằng một câu nói đầu đường xó chợ, mày chửi Bác tao thì tao chửi lại mày thôi, Bác Hồ tao đâu có làm gì mày đâu, đúng không? Đó, mà cũng như ông Bác Hồ đã chết rồi, hãy để cho ông chết yên là một. Sẵn đây nếu như có người nào ở phía bên kia vào đây thì mình chỉ xin nói một câu: Bác Hồ đã chết thì hãy để cho chết. Nếu anh không thích Bác Hồ, anh không yêu Bác Hồ thì anh nên im lặng, anh đừng chửi người ta, đúng không? Đó, thí dụ như mà anh không thích ai đó mà anh cứ để anh chửi người ta hoài thì đâu có được. Đâu phải anh không thích người ta là anh chửi người ta đâu, đúng không? Đúng không? Thí dụ như bây giờ anh ở Mỹ thì anh thích ông Trump, anh không thích ông Hồ, thì anh đừng có lôi ông Hồ ra anh chửi. Ông Hồ cũng chết rồi mà, đúng không? Thí dụ như anh ở bên Mỹ, anh tôn sùng ông Trump, anh tôn sùng ông Thiệu, đâu có ai cấm anh đâu. Tôi không thích, tôi cũng có quyền chửi, mà tại sao chúng tôi không bao giờ chửi ông Trump mà chúng tôi cũng không bao giờ chửi ông Thiệu, ông Kỳ? Mà những người đó là những người cũng đã gây tội ác cho đất nước, cho quê hương của chúng tôi, mà chúng tôi đâu hề chửi đâu, đúng không? Thậm chí có những người tôi đi nhiều diễn đàn cũng không ai nhắc tên đến ông Thiệu, ông Kỳ, ông Diệm, người ta không nhắc. Mà người ta có nhắc cũng là một cái sự coi là nói về vấn đề, không phải là mình nói làm sao, cũng giống như là nhắc để cho nhớ, chứ không phải là họ nhắc để họ đem ra họ chửi rủa. Mà tại sao các bạn lại cứ lôi Bác Hồ của tôi ra, của chúng tôi ra mà các bạn chửi, đúng không? Bác Hồ có làm gì nên tội đâu. Bác Hồ cũng là một con người bình thường, cũng ăn, cũng uống, cũng vui, cũng chơi. Nhưng Bác có một cái chí hướng là muốn giải phóng đất nước này, để cho đất nước này không có chiến tranh, có một miền Nam Bắc được giải phóng, đúng không? Rồi Bác đã phải bỏ quê, bỏ hương, bỏ xứ, bỏ sở, Bác đi ra
bằng các nghề như các bạn. Tôi thì không học lịch sử nhiều, nhưng tôi cũng được biết sơ là bác đi từ bến Nhà Rồng, bác cũng phải làm thuê, làm mướn, làm cái này, làm cái nọ, cũng bị người ta hành hạ, cũng bị cái này cái nọ. Bác mới tìm ra được đường lối để mà bác về, bác giải phóng dân tộc. Đó là vấn đề của bác. Mà tại sao? Rồi khi cái đường lối đó được đưa ra thì tất cả những người dân, người ta thấy hay thì người ta theo, người ta theo. Nhưng chẳng qua là đường lối của bác, đôi lúc có những người thực thi đường lối nó không đúng, bởi vì ai ai cũng là con người. À, mình cũng nói lại là do cái hoàn cảnh của mình nó như vậy, cho nên là những cái diễn đàn của mình, như các bạn cũng thấy là mình cũng thường diễn ra ở ngoài đường, ngoài xá, chứ không có ở trong nhà, vì thật sự mình không có nhà để mà vào. Tóm lại là như vậy thôi. Thì nếu các bạn cảm thấy thích thì các bạn có thích thì có thể đến tham gia với mình, cùng ngồi chơi với mình. Vâng, xin lỗi bạn Tâm Khanh, do mạng yếu thôi, mình cũng sắp sửa ao đồ vì mạng ở đây họ yếu quá. Thì tóm lại là như vậy, cho nên mình ngồi ngoài đường thì đôi khi mình cũng có bị tác động bởi tạp âm, nó cũng hơi ồn, các bạn cũng chịu khó. Mình sẽ cố gắng kiếm một nơi nào vắng nhất, hoặc là nếu mà bữa nào mình có tiền mình sẽ mướn một cái phòng nhỏ nhỏ, như là giống như mấy cái khách sạn mini, mình vào đó mình ngồi mình tâm sự với các bạn cho nó tốt hơn ha. Còn hôm nào không tiền thì mình ra ngoài đường mình ngồi mình nói. Nên như đó, tóm lại là câu chuyện nó là như vậy thôi. Rồi có một lần nữa, cái bạn đó hình như cái inbox đó là bạn đó inbox cho mình xong rồi mình cũng không thấy trong fanpage của mình luôn. Có lẽ là bạn đó tự lóc mình, tức là bạn đó nói xong rồi bạn đó đi luôn. Cái bạn đó là không biết là nam hay nữ, nhưng mình biết cái người đó là từ phía Bắc. Họ nói rằng, họ nói cũng có cái đúng và cái sai, không phải là sai, đối với họ là đúng hết, nhưng mà đối với mọi người cũng đôi khi là giống như họ nói là mình không nên làm nữa, mình ngưng đi, hãy để cho các anh chị khác có điều kiện để nói những gì, thì có lẽ lời nói họ ấy hơn. Còn mình dạng như là đầu đường xó chợ ở bụi đời, không nên nói những cái chuyện này ra, vì nói như vậy thì người ta sẽ là mình sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn khác đó. Đó, tức là cái bạn đó nói như vậy, cái ý của bạn đó nói là như vậy, nhưng mình xin giấu tên và xin nói đại ý thôi, chứ mình không nói nguyên văn cái inbox đó cho các bạn được, vì mình tôn trọng người ta đó. Thì cái câu họ người đó nói thì mình nghĩ đôi khi cũng có phần đúng, vì nhiều khi mình nói như vậy rồi cái tụi bên kia nó nói những cái người cũng giống như nó nói, nó suy nghĩ người lại nó ồ những tượng sao toàn là dân đầu đường xó chợ bụi đời lên không biết gì về lịch sử, phản biện với tụi nó không. Thì mình thấy nó từ cái đó, nếu mà nó có cái suy nghĩ đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái diễn đàn của các anh chị như Thái Ngọc Nhiên nè, anh Băng Nguyễn nè, anh Dương Bình Dương nè, và nhiều thế là nhiều của Hiếu Ngọc Hiếu nè, đó nhiều cái diễn đàn rất là hay, mình cũng vào tham gia hàng tối chứ, nhưng mà mình không có điều kiện, các bạn thông cảm đi, tại vì cái nghề của mình làm về đêm đi lượm ve chai mà, thế là mình ngồi mình nghỉ chân á, thì hoặc là thì chỗ nào wifi mình mới có thể nói lên cái bức xúc của mình được, cho nên mình chỉ có tạt ngang qua diễn đàn, và mình rất là thán phục với các anh các chị đã bỏ công bỏ thời gian rất là lâu. Có những diễn đàn như của anh Bình Dương, anh Băng Nguyễn, chị Hiếu Ngọc rất là lâu để mà giáo dục tụi nó. Nói chung bây giờ không phải mình lên đây lại mình gây lộn với tụi nó, theo ý của mình nghĩ là như vậy, mà mình chỉ là phản biện và giáo dục tụi nó thôi. Bởi vì tụi nó ngu lắm, tụi nó thừa biết rằng đó là sự thật, nhưng mà cái đau nhất là nó không chịu nhìn nhận sự thật, mà nó cố tình lật cái sự thật một cách nghĩa là trắng trợn như vậy để nó xuyên tạc. Cũng như nó biết rằng con bò là con bò, nhưng nó vẫn nói đó là con trâu. Với những kẻ như vậy thì mình không có gì để nói hết, mình phải giáo dục cho nó, mình phải dạy cho cái lũ đó
và nói thẳng ra lũ ba que xỏ lá đó, mày phải đánh vần cho được chữ bò, vì nó là con bò chứ nó không phải là con trâu. Theo mình nghĩ là cái lũ ba que xỏ lá là nó là như vậy. Cho nên bây giờ rất rất là nhiều anh chị đã dùng những cái kiến thức của mình học được những ghế nhà trường may mắn hơn mình dạy cho chúng nó. Điều đó là mình rất là thấm phục, và mình thường xuyên vào theo dõi, và mình cảm thấy có đôi khi mình cũng được mời lên nói nhưng mình chẳng biết nói gì. Mình nói theo cái cách riêng của mình, nó đại loại là đầu đường xó chợ như cái bạn đó nói đi. Thì cũng đúng, bạn đó nói thẳng mà. Nói đầu đường xó chợ thì nên ngưng, đừng để ảnh hưởng đến những diễn đàn của các anh chị em khác. Mình suy nghĩ mà các bạn biết, khi mà mình đọc cái dòng inbox đó xong là nước mắt mình rớt xuống liền. Mình không ngờ là trên một cái mạng xã hội lại có người nói mình là đầu đường xó chợ, làm nước mắt mình rớt xuống liền. Vì không phải mình sợ chứ đó, thực tế mình là như vậy. Mà mình nói, cho nên mình mới lập tức mình viết cái dòng status là mình ngưng. Ngưng có nghĩa là mình sẽ nghỉ luôn, mình không làm nữa. Và mình sẽ đi tham quan các cái diễn đàn, các anh chị khác. Mình tham gia thôi chứ mình không làm. Mình không làm nữa. Chứ không phải là mình bị người ta hăm dọa đâu các bạn. Các mình cũng đính chính là không có bị hăm dọa đâu. Mà cũng là mình buồn thôi. Mình buồn, mình cố gắng, mình phấn đấu. Ví dụ như mình có tiền mình sẽ mướn cái phòng nào cho nó ok. Đó. Ok một chút. Đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cảm ơn sẵn đây mình cũng chân thành cảm ơn cái lòng ăn, cái những điều các anh chị em và các bạn an ủi mình trong những lúc mình khó khăn. Mình rất yêu và mình mong rằng tất cả mọi người là cha mẹ của mình nè, anh chị em của mình nè, cô chú bác của mình nè, là những người thân nhất. Tuy rằng mình chỉ là trên cộng đồng mạng, nhưng mà mình biết rằng khi các bạn tích chat lên bằng dòng chữ Việt Nam, có nghĩa là các bạn là cha, là mẹ, là anh, là em của mình. Vì mình cũng đang nói tiếng Việt Nam. Tất cả mọi người hãy đoàn kết và yêu thương nhau như một anh em, như một nhà. Đối với mình chỉ cần cái tình cảm đó thôi. Chứ ngoài ra mình không cần gì hết. Mình sẽ đùm bọc và an ủi lẫn nhau trong những lúc vui, lúc buồn. Đó, chỉ một... Mình rất trân quý chỉ cần một inbox hoặc một cầm len hỏi thăm mình, điều đó làm cho mình rất là hạnh phúc. Không? Vì mình rất là thiếu cái tình thương với con người. Bởi vậy cho nên chúng ta, các anh chị em, chỉ cần anh chị em đánh lên bằng tiếng Việt Nam hỏi thăm mình là mình rất là hạnh phúc lắm rồi. Mình mong rằng còn đối với cái lũ mọi rợ bên kia thì mình, nó cũng là người Việt Nam, nó cũng nói bằng tiếng Việt Nam, nhưng nó không phải là người Việt Nam, nó là lai rồi. Là bởi vì sao? Nếu một người Việt Nam thực thụ thì không bao giờ mà chửi về quê hương đất tổ của mình, chửi về những người mà đã sanh ra nó, phải không? Những người đã hy sinh cho nó. Nếu không có những người chiến sĩ hy sinh cho nó, thì cả bây giờ mình nói thẳng luôn, nếu như không có những người chiến sĩ hy sinh, không có cuộc chiến tranh đổ máu, biết bao nhiêu người phải hy sinh, thì liệu mình, người Việt Nam có được ngày hôm nay và chúng nó có được qua bên đó hay không? Giả sử như chúng nó bưng bô cho cái lũ Mỹ ngụy, nó giết giặc về, nó giày mà tổ, nó bắn giết lại người thân của nó, rồi hôm nay nhà đảng và nhà nước sau thời gian cho nó học hành, nó học, kêu là học tập cải tạo, đã mở đường cho nó HO, HX cho nó đi qua bệnh, rồi để cho hôm nay nó ngồi đây, nó có cơ hội nó chửi. Mà nó chửi toàn là lãnh đạo đảng với lại Bác Hồ không, Hồ Chủ tịch không. Ông Hồ Chủ tịch đâu có đuổi nó ra khỏi cái quê hương này đâu, đâu có xúi nó phải đi bưng bô cho Mỹ đâu, đâu ai xúi nó đâu. Tự nó tham tiền, đi làm đến đánh thuê nó tham tiền, phải không? Chuyện thiện nó không làm, nó thích chiến tranh. Bởi vậy cho nên bây giờ nó luôn luôn lúc nào đầu óc nó cũng đòi lật đổ việc chế độ cộng sản cái này nọ đồ. Nó muốn chiến tranh, nó muốn đất nước này chia tam xẻ bảy, giống như cái mà nó gọi là cái gì, tam quyền phân lập. Thì ra là nó muốn cho đất nước này tiếp tục phải chia năm xẻ bảy thì tụi nó mới vui. Tại sao con người nó ác, mà nó ác 40 mấy năm trời nó vẫn còn ác đến mức độ như vậy? Cho nên
đối với mình là mình phải quyết liệt. Mình hứa với các bạn mình sẽ trở lại với cái chương trình này. Nhưng nếu như các bạn cảm thấy như nó không nghe được hay nó như thế nào hay là như thế nào, là lỗi do nhà mạng chứ không phải là do mình. Mình mới tăng cường thêm cái 4G xem coi nó như thế nào. Rồi có bạn nào có muốn lên cùng nói chuyện với mình chút xíu không? Cho nó vui, mình cũng rất là chào đón quý vị và các bạn. Vâng, mình một lần nữa mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ thời gian vàng bạc nghỉ ngơi trưa để vào cái diễn đàn của mình để mà nghe mình tâm sự về mình cũng như cái ước mơ cũng như là cái hoài bão của mình. Mình mong rằng đất nước mình ngày một phát triển lên thêm nữa, và những cái và cái quan trọng nhất là ý thức của người dân ngày một nâng cao đó.